Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với ván đấu thứ hai trận chung kết đấu trường danh vọng mùa xuân 2018 giữa hai đội tuyển Sài Gòn Phantom và Adonis Esports. Kết thúc ván 1, Sài Gòn Phantom đang tạm thời là đội tuyển vươn lên dẫn trước. Và ván 1 là ván đấu mà Adonis đã tỏ ra thất bại với chiến thuật của mình, đó là chiến thuật sử dụng Omen cùng với Chanel. Và có thể coi đây là một sự thất bại của Sài Gòn Phantom, bởi nên nhớ rằng họ đã tự tin thả Omen cho Adonis và Adonis lấy Omen là sự lựa chọn đầu tiên của họ. Và nên nhớ rằng mất đi Omen nhưng họ có quá nhiều con bài mạnh và Wonder Woman là một trong những con bài đó. Họ có một trong những chuỗi vị tướng cực kỳ lực, đó là Wonder Woman, đó là Lữ Bố, đó là Malok. Đây là ba vị tướng đi đường có thể nói là châu bò ở bậc nhất ở trong League of Legends. Và những gì mà ZF làm thì thực ra là cái này tôi nói rồi, đó là chiến thắng của Sài Gòn Phantom luôn đến cả từ một tập thể, đúng không? Cả đội đánh hay và những gì mà sẽ là làm đó là anh ta ghét mạng nhiều hơn những người đồng đội khác thôi và giữ được tấm thân trong trắng của anh ta. Đúng, đơn giản tự, là như vậy. Tự cách bảo vệ mình. Tuy nhiên có phải nói là những tình huống tấn công của Lucy ngay trong nhà chính của đối phương, đó là sự kết hợp tốt đến từ Sài Gòn Phantom, đúng không? Đó là cái luyện ngục, đó là cái giáp tay thần kỳ, đó là những tình huống quất roi đu bám và lượng sát thương gây ra. Thực ra cả Wonder Woman và Malok đều là những tình huống gây ra sát thương chuẩn nữa. Một lần nữa thì xin chúc mừng cho người sắp lên làm cha, đó là ZF 607, 607. Có thể đặt một người con gái tên là 6, không. Chị 6 và chị 7. Một người tên là 6, không, 7. Ok, và chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ hai giữa Sài Gòn Phantom và Adonis Esports. Trong trận thi đấu đầu tiên thì Adonis Esports là người có được lựa chọn trước và họ có được một lựa chọn đầu tiên. Có lẽ đó cũng là lợi thế nhưng cũng đó cũng là một sự yếu thế một chút nếu như bạn muốn chọn cho mình đó hai con bài mạnh ở trong những lựa chọn đầu tiên. Và trong lựa chọn trong trận thi đấu thứ hai này thì Sài Gòn Phantom sẽ là những người lựa chọn đầu tiên. Họ có hai lượt ban và sau đó là lượt lựa chọn đầu tiên ở trong trận thi đấu này. Rõ ràng sự kết hợp giữa Lucy và Đồng Năm trong ván 1 là chúng ta không thể thấy được. Chưa nhìn thấy. Thậm chí rằng Lucy tôi nghĩ đánh giá anh ta đang thi đấu rất nhạt nhòa với vị tướng Lindis này. Không có một pha di chuyển tạo lợi thế nào về việc lấy trụ hay là ăn rồng hay là ăn kinh công hay là có những tình huống ganh hoàn hảo. Nó dường như là tình huống ẩn thân trong rừng, cố gắng đặt những cái bẫy để có thể kiểm soát mà thôi. Tức là bên phía của Arisport đã mất lợi thế ngay từ thời điểm đầu trận. Và đó là công rất lớn đến từ cái chiến thuật cướp cả hai mùa của bên phía Sài Gòn Phantom. Thì trong trận thi đấu này có lẽ Adonis sẽ không thể tiếp tục nhường cho đối phương những con bài mạnh như họ đã làm ở trong trận đấu đầu tiên, như họ đã làm với Game TV, với Team Rat, thua ở rất nhiều giai đoạn trận đấu và cuối trận bật lại. Nên nhớ Sài Gòn Phantom cực kỳ đồng đều và họ không sẽ để đối phương có thể bật ngược được thế cờ giống như Game TV cũng như là Team Rat. Với việc để cho đối phương của Malok, Wonder Woman và Lữ Bố đó là những con bài rất mạnh ở ngay thời điểm cấp độ đầu, và nếu như có những tình huống chạm mặt 3-3, 4-4, 5-5 thì gần như sẽ không có cửa thắng cho Adonis. Đó lý do tại sao họ phải nhường hai bộ lợi đó cho đối phương. Và qua đó Lucy phần nào đó cũng bị bất lợi. Và từ việc bất lợi nhỏ nhoi là không có bùa như vậy, nó sẽ dẫn tới một thất bại, một bất lợi lớn hơn, đó là không thể kiểm soát được bản đồ, không có tình huống ganh, không có những tình huống cướp rừng dành cho Lucy. Trong những trận đấu ở vòng playoff thì mặc dù ở trong những giai đoạn đầu họ mắc những sai lầm, nhưng những sai lầm đó được thể hiện là được sửa chữa ở những thời điểm cuối trận. Nhưng ở trong trận thi đấu này thì có thể thấy rõ là khi mắc sai lầm họ không có quyền để có thể kết thúc trận đấu theo cái ý của họ nữa. Bởi Sài Gòn Phantom đã đánh rất nhanh, rất chủ động. Tôi nhớ rằng cái trụ thứ hai ở khu vực đường giữa của Sài Gòn Phantom lấy đi nó ở một thời điểm rất sớm ở trận thi đấu. Và nên nhớ khi không có trụ đường giữa, bạn mất tầm nhìn, bạn mất rừng và bạn mất tất cả. Cách đánh nhanh của Sài Gòn Phantom nó đã được thể hiện cực kỳ tốt ở giải đấu Thorn Glory 2017 tổ chức tại rất Việt Nam. Và cái cách đánh đó theo chia sẻ của Yamate là gần như ở thời điểm đó Sài Gòn Phantom sẽ không có hy vọng về việc đấu não với các đội tuyển đến từ Thái Lan, đến từ Đài Loan. Cho nên là cách đánh duy nhất để giành chiến thắng đó là sự bất ngờ. Và sự bất ngờ đó đẩy thẳng khu vực đường giữa. Trận đấu này cũng là một trong những quyết tâm và sự bất ngờ của Sài Gòn Phantom dành tặng cho Adonis khi liên tục sử dụng lợi dụng giữa trụ để có thể cản đối phương phòng ngự và qua đó lấy được những cái trụ thành công. Chúng ta được đến với ván đấu thứ hai của trận chung kết giữa Sài Gòn Phantom và Adonis. Lượt cấm đầu tiên của Sài Gòn Phantom vẫn được giữ nguyên là Liliana. Khi mà The Flash vẫn chưa được xuất hiện ở đấu trường danh vọng thì có lẽ Liliana vẫn đang là con bài đáng gờm bậc nhất ở khu vực đường giữa. Trận đấu này TF vẫn không được chơi Nakroth, đó là lựa chọn của Adonis Esports. Và rất có thể đó, vừa nói xong thì đúng là Violet sẽ là lượt cấm thứ hai đến từ Sài Gòn Phantom. Như vậy là Phantom nói rằng tôi thắng, tôi không sai, tôi không vì gì phải sửa cả. Và tiếp tục đó là Ryoma đến từ Adonis Esports. Như vậy là Adonis cũng nói rằng tôi thua, tôi không sai, tôi không phải sửa gì cả. Như vậy là
họ nghĩ rằng, Aristotle nghĩ rằng họ ở lượt lựa chọn thứ hai, họ chọn được hai con bài mạnh ở thời điểm đầu tiên, thì có lẽ là họ không có việc gì để có thể là phải lựa chọn lại cả, bởi bây giờ hiện tại họ là lượt lựa chọn sau. Omen. Như Omen. Vậy sẽ có Lữ Bố và Malok nếu như trong trường hợp lúc nãy. Như vậy là nếu như Omen được xuất hiện thì nó sẽ nằm trong tay của NTB. NTB là tuyển thủ duy nhất trong đội hình của Sài Gòn Tôm có thể thể hiện tốt con bài Omen này. Như vậy là lấy đồng chỉ đồng hay chăng, gây ông đập lưng ông? Tức là cũng không muốn hở Omen ra cho đồng năm. Nhưng nếu như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng line up sẽ thay đổi coi như là 180 độ. Đúng, hai bên đổi gió với nhau. Và đúng là Malok và Lữ Bố là hai lựa chọn đầu tiên đến từ Adonis. Nhưng Sài Gòn Phantom sẽ không đánh Lindis. Tôi nghĩ rằng như vậy, bởi vì chúng ta rất ít khi được thấy TF đánh Lindis. Họ cần phải có Wonder Woman cho ZF ở thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ lấy Wonder Woman luôn lúc này là đẹp nhất dành cho Sài Gòn Phantom. Chauna. Chauna. Sao lại là Chauna? Có lẽ là đến từ combo Chauna, Lauren. Và nếu như thế thì có lẽ là có thể có cả Alice nữa chăng? Nhưng nếu như Alice thì hơi yếu. Vẫn còn Timmy. Lấy Senel này. Thực ra lấy Senel trận này đẹp này. Có cả Lauren, có cả Omen. Đúng là thời điểm hiện tại thì meta đã thay đổi rất nhiều. Và chúng ta không thể dự đoán được những con bài sẽ xuất hiện ở trong đội hình của hai đội. Và thậm chí đó là những sự bắt bài lẫn nhau thì càng khó để có thể counter được, tức là có thể khắc chế, control được cái sự vận hành của hai đội. Vẫn đang nghĩ rất lâu và quyết định khóa vào là Lauren. Và đó là Chauna. Chauna này sẽ dành cho Zeref. Zeref. Tôi đã nhìn thấy Zeref thi đấu rất nhiều Chauna và NTB thì vẫn đánh cho mình đó là Omen như thường lệ. Chúng ta đang được nhìn thấy Black One của giải thi đấu mùa hè năm 2017 lên ngôi vô địch cùng với lại cặp Rayta chăng? Hay là con bài Kali? Một con bài cũng đã thay đổi rất nhiều phiên bản hiện tại và nhiều người đánh giá nó rất mạnh với cái chiêu rất cuối mạnh của mình. Có khả năng cầu máu, khả năng xóa sổ lính và khả năng điều tiết được thế đường, nó rất ổn. Black One đang chỉ muốn nói rằng tôi có thể đánh được những con bài đó. Và đây là gia đình của các thành viên Sài Gòn Phantom. Và ngồi ngoài cùng đó chắc chắn là vợ của ZF rồi. Đồng ý. Và chắc chắn sẽ là một cặp công chúa xinh đẹp. Và tôi thấy rằng cả ZF đều đẹp trai và vợ thì cũng rất xinh nữa. Và tôi nhớ không nhầm thì vợ của ZF cũng là một thành viên trong đội tuyển Sài Gòn Phantom. Tức là cô nàng này cũng là một cô nàng có thi đấu Liên Quân Mobile. Không biết nói gì hơn rằng là chúc cho mẹ chồng con vuông đến từ gia đình của ZF. Lựa chọn cuối cùng đó là Alice. Như vậy là việc lựa chọn Chauna đúng là để hướng đến cặp combo Chauna, Lauren và Alice. Đây là một cặp combo thủ nhà tốt bậc nhất của Liên Quân Mobile. Và lựa chọn cuối cùng đó là Murat hay chăng? Bởi rõ ràng khi bạn có một cặp combo thủ nhà thì bạn cũng phải có một cái gì để có thể tấn công đối phương chứ. Thì rõ ràng trong tình huống ép trụ những pha cấu máu bằng ảnh tràm của Murat là tuyệt vời nhất rồi còn gì. Như vậy là thủ nhà thì cần có ba con bài, đó là Lauren, Chauna và Alice. Còn công nhà thì sẽ cần đó là Omen và Murat. Nhưng với đội hình này thì Sài Gòn Phantom sẽ nhường lại toàn bộ thế trận ở trong ván thi đấu thứ hai ở thời điểm đầu trận cho bên phía của Aristotle. Nếu như Aristotle làm tốt như những gì mà Sài Gòn Phantom có thể làm được trong thời điểm đầu trận đấu của trận đấu trước. Bởi cả Omen cũng như là Lauren đều là những vị tướng cần thời gian, cần thời để gian có thể phát huy được sức mạnh của mình. Alice và Chauna cũng như Murat, tôi nghĩ rằng thực ra người có thể tạo ra nhiều đột biến nhất đó chính là Murat. Cái gì đây? Wow! Cái gì đây? Thế tử Nguyệt tộc chăng? Bronfire! Anh ta đã từng mang Van Hell vào thi đấu ở trong một trận đấu rất quan trọng, đó là trận đấu với Game TV. Mang Triệu Vân vào thì có lẽ anh ta cũng dám mang. Và bây giờ anh ta mang Yon vào thi đấu ở trong trận thi đấu này. Đi lên đến từ Yon. Đi lên đến từ Yon của Bronfire. Đồng Năm, và chúng ta hãy cho Đồng Năm một tràng pháo tay đi ạ. Tôi tin chắc rằng Đồng Năm là fan hâm mộ của Độ Misi khi chứng độ kiến Misi. Độ cầm Yon mất trứng cút hơi nhiều và anh ta quyết định đó là lấy lại trứng cút cho Độ. Nhưng Yon của Đồng Năm sẽ lên đồ chứ không như Yon của Độ Misi, đúng không? Và chúng ta đã có được cấm chọn lineup của trận thi đấu thứ hai. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ hai ngay sau đây khi mà có một con bài đã bắt đầu xuất hiện, những con bài dị đến từ Đồng Năm, tức là Adonis không nói chơi, họ có rất nhiều chiến thuật.
Và tôi tin chắc rằng với việc thấy đối phương có khả năng giao tranh mạnh giai đoạn về sau, có khả năng thủ nhà tốt như vậy, thì điều quan trọng nhất đó là bạn cần một vị tướng có thể tấn công nhà thật nhanh, và Yon là vị tướng đáp ứng được nhu cầu này. Nếu như các bạn theo dõi giải đấu Đài Loan thì đó là Liang trong tay. Liang. Trong tay, Yon trong tay của Liang. Đồng ý. Và bây giờ chúng ta đến với những bước di chuyển đầu tiên của Sài Gòn Phantom cùng với Anu Esports. Đang là pha di chuyển cướp rừng. Có thể sẽ là cản lính luôn. Đây là cái bài của ST dùng để có thể đánh bại đồng được. Ý. SMG họ thành công. Và coi đấu. Như là Sài Gòn Phantom có thể sẽ mất một tên lính đầu. Tôi nghĩ rằng Aru Esports Black One sẽ có cho mình cấp 4 sớm với việc có được cả hai tên lính đầu tiên chăng? Có lẽ rằng Tulen sẽ có được tên lính đầu tiên cùng với lại cả việc lên tiếp tục cấp rừng cùng với lại cả bên phía của Aru Esports. Họ đang... Wow. Đó là pha xử lý rất hay của NTB. Đúng vậy. Anh ta đã giữ lại được combo đỏ và pha di chuyển của Adonis. Nó không thành công giống như mà Sài Gòn Phantom làm ở trong ván đấu đầu tiên. Họ là người khai sinh ra chiến thuật đó và họ biết cách khắc chế chiến thuật đó bằng cách nhường nó cho Omen. Nhưng với việc Omen ăn được cho mình đó là con bùa này thì... Và... thì người bị thiệt nhiều nhất đó là người đi rừng của Sài Gòn Phantom, đó là TF. Thế hiện tại anh ta đã lên cho mình cấp 3 nhưng tôi đoán rằng anh ta đang hết tài nguyên để có thể farm rồi. BK Dừa đang đóng vai trò rất thầm lặng, đó là kiểm soát tầm nhìn thôi. Và để bảo vệ con bùa xanh, con bùa xanh đang được nhường cho Black One. Và liệu có một pha cướp lặng lẽ của Lucy không? Câu trả lời là không. Rồi. Như vậy là Black One có một tuổi thơ đó êm đềm hơn nha Mate. Và không ngạc nhiên nếu như mà Arisu đang muốn tập trung rất sớm ở con rồng đầu tiên. Và đó Yon là pha giao tranh. TF không có bất cứ sự tổn thương nào đến từ hai bên cả. Vẫn còn nguyên 10 vị tướng trên bản đồ. Còn Yon của Đồng Nam từ đường trên chạy thẳng xuống đường dưới để có thể phòng ngự. Tôi nghĩ rằng đó là vì con rồng đầu tiên. Yon có một sức bắn cực kỳ khủng khiếp và anh ta quyết định sẽ ăn cho mình con rồng này bởi vì Sài Gòn Phantom quá cần cái cốt 4. Trước cấp 4 họ không có quá nhiều nguy hiểm, còn BK Dừa cực kỳ nguy hiểm với những cú giáng thần lực của mình. Còn Black One sẽ là người cản đường Yamate và thậm chí cản đường thêm cả TF nữa. Adonis đang có 3 người ăn rồng, còn Sài Gòn Phantom chỉ là 2 và con rồng đầu nó dành cho Lucy, rồi dành cho Adonis. Không có sai lầm nào đến từ bên phía của Lucy. Và nên nhớ với Yon ở khu vực đường dưới, họ sẽ muốn lấy trụ trong tình huống này chăng? Black One đang lùa Polo. Polo bây giờ chỉ có bước là đi về trụ thôi. Nhưng tôi tin chắc rằng hơi khó với cái lôi động. Nó không đủ sát thương. Xin lỗi, nhưng... chính xác là lôi điểu. Quay, quay, quay. Và Polo tiếp tục sẽ là nạn nhân. Anh ta bị hạ xuống bởi Đồng Nam. Và đó là pháp trận thần kỳ. Và đó là điểm vào cục thứ hai. Và thậm chí rằng có thêm điểm của đứa anh chàng đây. Black Lucy One đang câu kéo, Black One đang băng vào, họ quay ngược trở lại tấn công ở nhà Yamate nhưng không thành công, và đó sẽ là 2-2. Quyết định bỏ đến từ các thành viên của bên phía Aru Esports đó là một pha gọi là tính toán hơi bị thiếu hụt một chút, tức là họ không thể tập trung kịp thành viên. Nếu như tập trung kịp được thành viên thì có lẽ các thành viên bên phía Aru Esports mới là người chiến thắng hoàn toàn ở trong pha thi đấu đó. Hoàn toàn đồng ý. Và tỷ số tiền thì đang lợi thế hoàn toàn dành cho Aru Esports. Họ đang có cho mình đó là 1-4 tiền. Và đó là áo bánh tràm, rất nhiều sát thương của TF. BK Dừa vẫn về được, đó là sự may mắn của anh ta. Bùa xanh uy hiếp khi Đồng Nam không còn năng lượng, khi BK Dừa phải về lấy gì ra phòng ngự? Cái không có ai di chuyển vào đến từ Sài Gòn Phantom. À, họ vẫn lấy trụ và Đồng Nam không còn năng lượng, không còn khả năng xóa sổ quái vật nữa. Tập trung muộn quá đến từ Lucy. Lucy đang đi hơi vòng vòng, anh ta muốn ăn bùa xanh nên anh ta đến muộn rồi. Đó là một pha lỗi của Lucy. Lucy. Bởi vì người duy nhất có khả năng phòng thủ ở trong tình huống đó là Lucy. Trong khi đó tôi thấy Black One cũng đang bận truy đuổi vào ZF nữa. Có thể coi đó là pha lỗi của hai thành viên Adonis hay chăng? Bởi nếu như họ không bỏ qua những cái quá nhỏ đi để đến một cái lớn là phòng thủ trụ thì họ sẽ là bảo vệ cái trụ thành công. Đồng ý. Và tôi nghĩ rằng với Black One thì đó là một pha gọi là cản bước nhau thôi. Còn với Lucy thì việc ăn bùa xanh sớm như vậy cũng không cần thiết. Bonfire có cho mình con bùa xanh và anh ta đang muốn ép vào đối phương chăng? Đồng Nam đã có cho mình bùa xanh rồi. Bây giờ anh ta có thể thoải mái tung ra chiêu thức kèm với đó những tình huống bắn nội tại rất rát nữa. Đồng Nam sẽ hướng tới cho mình thương xuyên phá là trang bị đầu tiên. Thật ra là với sức ép trụ của Yon thì chỉ cần sau khi có cho mình xong cái thương xuyên phá, anh ta hoàn toàn có thể ép trụ cực kỳ nguy hiểm rồi. Đó là cách đánh của Liang của bên phía SMG. Và đã xong thương xuyên phá đến từ Đồng Nam. Xong thương xuyên phá. Bây giờ sẽ là kiếm Furnier chăm. Và khi kiếm Furnier thì đau đừng có hỏi, đó là hình trạm của TF. Nhưng vẫn còn sức để ăn con rồng này là 4 thành viên Adonis. Rồng thứ hai trận đấu dành cho Adonis. Và họ đang có chênh lệch so với đối phương đó là 2.000 tiền. Người xanh sao nhất của Sài Gòn Phantom đó là Yamate, nhưng anh ta cũng không có được lượng tiền quá đáng kể so với các thành viên của bên phía Anu Esports. Chưa đến 3.000 tiền đến từ Yamate.
Tôi nghĩ là Adonis họ cần tập trung lại và sử dụng tận dụng sức mạnh của Yon để có thể lấy trụ của đối phương. Thay vì cảm giác như họ đang đánh mỗi người một nơi vậy. Đây, vừa nhắc xong đã có pha tập kết của Adonis lên đường trên. Nào, Yon. Và đây là ba con lính còn nguyên máu vừa bị có máu nhẹ bởi Polo. Và đó là chiêu cuối. Tạm thời xóa sổ đánh công, Yamate tới bật đạn phá xét không có ý nghĩa. Lướt lên, ăn choáng, bị rồ sát thương. Phải bật cho mình bất tử anh chàng này, tạm thời là chưa. Và đó là sát vực, BK Dừa bị giữ lại. ZF cũng đạp tới, nhưng đồng năm bắn thoải mái. Và BK Dừa thậm chí vẫn còn nguyên pháp trận thần kỳ. Nhìn sức bắn của đồng năm thì có vẻ vẫn chưa lực như những gì mà chúng ta nghĩ, đúng không? Đó là một cú bắn liên tiếp hai lần nội tại, nhưng anh ta cũng không thể kết thúc bất kỳ một thành viên nào đối phương, thậm chí không thể làm cho đối phương yếu máu. Thực ra mạnh nhất của Yon với những cú bắn nội tại, nếu như anh ta có đủ chí mạng, những cái tia đó có chí mạng thì thôi rồi. Hồi nghĩ là không ai có thể chịu nổi đâu. Nhưng hiện tại với chỉ một thương xuyên phá tôi nghĩ vẫn là chưa đủ. Nhưng Yon ở thời điểm hiện tại thì đánh theo hướng push nhà là nhiều hơn. Và chính vì vậy nên ít khi mà chúng ta thấy được Yon lên cho mình đó là đồ chí mạng. Anh ta thường lên cho mình đó là thương xuyên phá để có thể đấy. Đấy. Không cần lính, anh ta vẫn có thể bao dung đối phương. Đó là sức mạnh của thương xuyên phá. Và đó là sức mạnh của SMG khi nghĩ ra cái bài nó quá dị. Nhưng đây là sai lầm của Adonis. Họ không bảo kê cho đồng năm. BK rửa tới phát ra thần kỳ kịp thời lại cùng hất tung được hai người. Tiếp tục quay lại. Nhưng đó là cú kéo tốt của NTB. Đồng năm bị hạ gục. Và đó là mạng chiến công thứ 3 dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom. Họ có cho mình điểm dẫn trước về mạng hạ gục. Và có lẽ với việc không có còn Yon ở bên phía của Arisport thì bên phía Arisport sẽ khó vút nhà hơn rất nhiều ở thời điểm tiếp theo. Có thể đồng năm đang là Liang của SMG. Xin lỗi các bạn, Liang của Adonis. Nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy một Genji hay một Chi Chi nào trong đội hình của Adonis cả. Họ cần phải bảo kê cho đồng năm nếu như họ xác định sẽ đánh xung quanh đồng năm. Và đây là lôi điểu. Có điểm hạ gục thứ 3 dành cho Adonis. Vừa nhắc đến những thành viên còn lại thì Break One vẫn chứng tỏ rằng anh ta hoàn toàn có thể là một Hanzo của bên phía Adonis Sport. Hợp lý. Anh ta vẫn đang âm thầm có những mạng hạ gục, đó là những mạng hạ gục đầu tiên ở thời điểm đầu trận. Và bây giờ tiếp tục đó là Zeref nằm xuống dưới tay của Break One. Anh ta vẫn tiếp tục lết được theo cách của mình. Cần phải bảo kê đồng năm. Và đó, tôi nghĩ rằng kể cả score có đi đâu nữa thì BK Dừa cần phải dính đồng năm như hình với bóng vậy. Đúng vậy. Cái trụ này không còn thực sự quá nhiều máu nữa. Những áp lực đang được tạo ra, có một cú bắn chí mạng đang dồn sát thương vào người của NTB. Không dám bắn trụ, dòng chảy thành không được bật. Black One đang tới, nhưng lính đang dần bị phá hủy. Và đây là luyện ngục, đây là lôi điểu. Không đủ sức để hạ gục được NTB, nhưng có thể đủ sức để hạ gục Polo. Câu trả lời là không luôn. Wow! Đó là đồng năm với một pha kết liễu tên thần cực kỳ chuẩn xác của anh chàng này. Và đây là cơ hội rất tốt để Adonis có được cái trụ đầu tiên của trận đấu. Không, Yamate đang di chuyển ra và Adonis bắt được cái điều này. Họ lùi về rất nhanh. Nhưng đồng năm mất máu hơi nhiều. Đồng năm lên. Và đồng năm chưa bị hạ gục, có được cấp cứu, quay trở lại gây sát thương vào Yamate. Yamate phải trả giá cho quyết định của mình. Ở thời điểm cuối trận. Wow. Nào, DF. Và BK Dừa đu tới. Không đủ sức để hạ gục được TF. Nhưng lấy được con chim. BK Dừa đã có chim. Đây sẽ là tình huống rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm cho cả Black One và BK Dừa. Nhưng quyết định của TF đó là dùng ảo ảnh tràm để xóa sổ lính. Anh ta bây giờ quay ngược trở lại. Nào được. Giật máu ngược về rồi, không có gì cả. Black One cũng rất chủ động để có thể kết liễu được TF. Và TF chọn là giải pháp an toàn sau khi anh ta đã dùng cho mình đó là ảo ảnh tràm. Nên là như thế, bởi vì Black One có đầy đủ bộ chiến thức cùng với đó là cái bất tử trong tay. Như vậy đó là pha thi đấu mà tôi tin chắc là TF tưởng rằng đối phương đã về nhà. Anh ta mới dùng ảo ảnh tràm để xóa sổ lính. Chứ nếu như mà còn nhận ra bóng dáng của Black One hay là BK Dừa, anh ta sẽ đi theo đoàn lính. Lướt lên trên với bộ chiêu thức đầu tiên và sau đó gây ra hàng tá sát thương với ảo ảnh tràm. Nhưng đối phương là Black One cũng rất là cẩn thận. Anh ta có cho mình cái bất tử nên anh ta có quyền chơi hổ báo cho tình huống đó. Có một pha rình rập của Yamate. Đây sẽ là pha nguy hiểm, ảo ảnh tràm, Black One bắt bóng nhiều hơn. Thậm chí rằng lôi điểu cũng được né luôn. NTB đang đẩy trụ bất ngờ, Sài Gòn Phantom họ vùng lên. Và họ đã có hai trụ ở đường rộng. NTB không làm gì được Black One khi Black One cũng rất nhanh với cái tay đua đẩy với cái bất tử. Đang đua đẩy trụ và còn để lại hai thành viên đó là Yon và Malok. Đường kinh công. Tôi muốn xem đường kinh công. Và đã có trụ cho Adonis. Như vậy là vẫn đang rất căng thẳng khi trụ hòa đến từ hai bên. Và liệu có ép giao tranh hơi khó, nhưng Yamate là người chủ động băng vào. Và đây là tên đến từ Yon. Yamate là người mất máu nhiều hơn. Anh ta được cấp cứu, anh ta hạ gục được BK Dừa. Và anh ta lùi lại thoải mái luôn. Polo đã có một pha outplay được
BK dừa khi anh ta không kịp dùng cho mình cái chiêu cuối phát trận thần kỳ. Và anh ta phải nằm xuống khi vẫn còn chiêu cuối ở trong tay. Rất đáng tiếc đến từ BK dừa trong tình huống vừa rồi. Nếu như BK dừa không chết thì có lẽ cái trụ này sẽ ép dễ dàng hơn rất nhiều. Và đây là lôi động, không lôi điểu và không đủ sức hạ gục ZF một lần nữa. Muốn ZF phải về. Thực ra xét kỹ về đội hình Cybertron thì họ đang có khá nhiều thứ để khắc chế Alonis đúng không? Đó là cái vô ảnh vực của Murat, đó là cái đôi cánh thuần khiết của nhà Yamate có thể né được lôi điểu. Đó là cái dòng trời tấn công có thể khắc chế được pháp trận thần kỳ của Timmy nếu như Polo nhanh tay và tinh ý. Và nên nhớ rằng Yamate với con bài Lauren hoàn toàn có thể khắc chế được cả Yon nữa. Khi mà chúng ta đã từng được nhìn thấy được ở giải khu vực Đài Loan thì chỉ với Lauren trong tay hoàn toàn có thể khắc chế cứng được vào Yon của tôi nhớ không nhầm đó là ST. Đang là pha thi đấu nguy hiểm của Lucy. Anh ta đã bị quay bật chiến thần chém vào mặt luôn TF. Sát thương đang là khá nhiều nhưng TF tạm thời lui ra được. Polo đang tới và anh ta đang muốn chém vào Polo, không ăn thua. Đó là điểm hạ gục. Chưa có điểm hạ gục, cú choáng tốt nào Polo Lucy. Và tất cả chạy là được không? Điểm hạ gục cho Yamate. Nhưng đồng năm hạ gục được ZF. Và đây là pha thi đấu Lucy vẫn đang cố gắng chạy được, làm chậm Yamate nhưng không ăn thua. Nhưng ở đường giữa chúng ta đang thấy được rằng Bonfire đang đẩy cực kỳ mạnh và anh ta tiếp tục lấy được cái trụ thứ hai của đường giữa chẳng. Chắc chắn là lấy được rồi, không anh ta chuyển sang tấn công vào NTB. Yamate! Yamate tới, đồng năm phải tốc biến và TB đã mất cho mình pháp trận thần kỳ. Nhưng đồng năm đang bắn rất đau, rất lực. Yamate bị hạ gục bởi Black One. Tiếp theo có thể sẽ là Polo. Polo chưa phải nằm, luyện ngục đồng năm xuống, không trúng vào người của TF. NTB tới, anh ta làm được gì hay không? Câu trả lời là không. Lính tới và trụ thứ hai đường giữa cho Adonis nên lùi về chăng? Bonfire vẫn chưa muốn dừng lại, anh ta tiếp tục bắn vào cái trụ đường giữa của bên phía Sài Gòn Phantom. Không được. Cười. Nếu như không có một pha đỡ đan đến từ ZF, có lẽ TF đã phải nằm xuống trong tình huống là đó. Là nằm chắc luôn và rõ ràng tại đây là Black One. Tức là những tình huống anh ta lao lên không phải anh ta ngu ngơ hay anh ta yếu kém mà đó là sự tự tin. Đồng ý. 100% đến từ anh chàng Black One này. Nói chung là gọi là thế nào nhỉ? Thật ra tôi định nói đến câu ngu ngơ hưởng thái bình nhưng cũng không phải. Đúng. Đây là một tình huống giả nai đến từ giả nai. Break One. Thế trận vẫn đang thuộc về bên phía của Arisport. Khi tiền ở thời điểm hiện tại, tiền chênh lệch đang là 7.000 tiền dành cho bên phía của Arisport. Lượng điểm hạ gục thì không chênh lệch là nhiều nhưng thế trận đẩy của họ đang rất được phát huy ở trong những tình huống vừa rồi. Khi mà chúng ta liên tiếp được nhìn thấy đó là những cú đẩy của Yon phát huy tác dụng cực kỳ lớn. Nếu như là một đội tuyển có nhiều toan tính và thi đấu cẩn thận, chắc chắn khu vực đường rồng sẽ là mục tiêu mà Adonis hướng tới. Và vừa nói xong thì NTB bị hạ gục bởi đồng năm. Lauren vừa né được cái lôi điểu của Black One nhưng kết cục thì anh ta vẫn phải lui về mà thôi. Có được điểm hạ gục thì có lẽ là Yon thoải mái lấy cái trụ mặc dù không có cho mình đó là lính. Anh ta vẫn lấy được trụ thành công. Và thậm chí rằng Adonis có thể uy hiếp vào cái trụ thứ hai đường rồng này. Và kết thúc toàn bộ dàn trụ ngoài của bên phía Sài Gòn Phantom sẽ nâng lượng tiền lên đến gần 10.000 tiền ở thời điểm hiện tại. Nhưng lúc này tôi ra không biết năng lượng đồng năm thoải mái luôn. Thậm chí ZF thích thì chơi và sát thương là rất nhiều. Anh nhìn cái cách đồng năm tôi thề nếu như mà Team Flash đang xem thì họ cũng ức chế y như Sài Gòn Phantom lúc này. Đồng ý và tôi nghĩ rằng không biết rằng đồng năm có ý tưởng lên cho mình đó là cái kiếm Muramasa hay không. Cần xem đồ đồng năm nhưng đó là TF băng vào rồi giật bóng ra. Giao tranh sắp được nổ ra nên tạm thời đồ chưa được hiện. ZF cố gắng ủi không ăn thua, sát thương đồng năm là rất nhiều và liên tục những tình huống giật ra giật vào đến từ Sài Gòn Phantom. Họ không đủ sức để phòng ngự. Đồng năm cứ đứng ngoài mà bắn mà thôi. Chúng ta đã được trang bị và đó là cái kiếm Murasama thảo nào. Anh ta bắn trụ không cần lính mà lại kinh khủng đến như vậy. Murasama thêm cả áo choàng băng giá nữa để có thể giảm khả năng sống sát thương. TF bị dồn sát thương, đồng giật bóng ngược trở về. Đây là luyện ngục và Yamate bị hạ gục. NTB tới, giữ chân được đồng năm. Đồng năm tốc biến không ăn thua. Đồng năm đã bị hạ gục nhưng Sài Gòn Phantom họ mất 4 người. Và bên phía của Anisport vẫn còn 3 thành viên nhưng có lẽ lấy cái trụ thứ hai ở cái trụ cuối cùng ở khu vực đường kinh công có lẽ là cần thiết hơn. Làm được. Nhưng họ không làm điều đó. Họ đó chia sự, ra. Sự đáng tiếc, score hoàn toàn có thể cản cái bước đồng về ý của NTB và để cho hai thành viên Adonis họ tấn công và sẽ lấy được cái trụ này. Bởi vì rõ ràng NTB đã lộ sai đúng không? Nhưng đúng mà có lẽ họ đang muốn hướng tới lên con kinh công. Nhưng nếu như ở thời điểm hiện tại mà NTB ra thì có lẽ sẽ là một câu chuyện khác chăng? Hơi nguy hiểm, nào!
và không có sai lầm nào đến từ Adonis cả. Họ có cái kill đầu tiên trong trận đấu và họ lùi về. Có cảm tưởng như NTB trong tình huống vừa rồi tương đối không tỉnh táo. Không tỉnh táo. Bởi vì nếu như anh ta ra ít nhất là anh ta có được một mạng hạ gục. Bởi vì thời điểm đó thì Black One đã quá yếu máu rồi. Rất đáng tiếc dành cho bên phía của Saigon Phantom và họ đang mất đi dần thế trận với con kinh công này. Hãy xem Yon có thể làm được những gì. Tôi đoán rằng cái bổ xanh này cũng nhành cho Yon khi anh ta đang là sức bắn chủ đạo của bên phía Adonis Sport. Và BK Dừa cần phải bám sát đồng Nam Như Hình với bóng. Đúng luôn vậy. Một lần nữa phải nhắc lại là Như Hình với bóng nào. Này hình bóng đang tạm thời bị chia cắt. Đồng Nam vẫn đang bắn rất nhiều sát thương và Black One Hà cũng được nhà bạn tè. BK Dừa đu vào người của ZF nhưng đây là voi không thể giữ chân nào. Được. Lucy đang đẩy trụ, lính đang tràn vào và Saigon Phantom họ cần phải bảo vệ hơi khó khi chỉ còn hai người. Và bàn đầu tư đây là chiến thắng của Adonis Esports. Và chúng ta có trận thi đấu một đều và Yon của Bonfire đã tỏa sáng trong trận thi đấu này. Một con bài dị nhưng nó mang lại quá nhiều điều ở trong trận thi đấu thứ hai của chúng ta. Và chắc chắn rằng Đồng Năm là cái tên Đồng mà Năm. Chúng ta cần phải vinh danh ở trong ván đấu thứ hai này. Không phải là ai khác mà là Đồng Năm. Bộ não của Adonis Esports đã phát huy được tác dụng ở trong trận thi đấu này. Và chúng ta có được gift code đặc biệt của đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2018. Các bạn hãy nhanh tay vào, đăng nhập vào và nạp nó như một phần quà của chúng ta sau khi đã theo dõi toàn bộ diễn biến của các trận thi đấu đấu trường danh vọng. Sau khi trận đấu kết thúc, Đồng Năm tôi thấy ra cười khoái trí lắm. Khoái. Chiến thuật thành công đấy, ngồi bắt đầu bốc phét. Ui, chuyện này đơn giản. Không cái phải này, trò này là anh tập nhiều rồi đúng không? Để anh. MVP trận đấu thuộc về Black One nhưng Đồng Năm là cái tên chúng ta cần được vinh danh nhiều hơn. Nhưng ở trong cái pha thi đấu cuối cùng đó là một pha solo kill mà Black One đã hạ gục được Laurian. Nên nhớ đó là một cào solo ở thời điểm cuối trận. Và Black One mới là người chiến thắng. Có thể kể đến đó là sự trợ giúp của con kinh công. Nhưng tôi nghĩ rằng kỹ năng cũng là một phần rất đáng được nói đến. Tuy nhiên, hãy nhìn sát thương. Cũng phải kể tới đó là sự chênh lệch về tiền nữa. Bởi tôi nhớ rằng pha thi đấu đó Black One đã có huân chương choi. Tiền đẻ chết người. Huân chương choi. Còn Yamate cũng lắm là 3-4 đồ gì đó. Sự chênh lệch về tiền cũng là trong yếu tố giúp cho Black One có được pha solo kill. Nhưng người playmaker, người kiến tạo tiền đề để Black One làm điều đó chính là Đồng Năm. Hãy nhìn cái cách mà Đồng Năm trở thành trung tâm của trận thi đấu này. Anh ta từ một người chỉ đánh vai trò đẩy lẻ ở trong những con bài đó là Omen, đó là thậm chí nếu như mà nói đến Van Helsing chẳng hạn, anh ta cũng chỉ đóng vai trò đẩy lẻ là chính. Nhưng bây giờ anh ta đóng vai trò là người đánh trung tâm của trận thi đấu. Hai người thi đấu đó là Black One cùng với lại cả Lucy sẽ đóng vai trò là thủ nhà một đường. Còn ba người đẩy đường sẽ là Malok, sẽ là Yon và sẽ là đó là Timmy. Thì đây là một cách chia đường cũng cực kỳ thông minh. Hai người kia hoàn toàn có thể thủ đường, còn ba thành viên còn lại hoàn toàn có thể công đường một cách hủy diệt. Với việc Malok hoàn toàn đỡ đòn cực kỳ lớn. Những pha thi đấu hay nhất ở trong trận thi đấu này. Đây là một trong những sai lầm của Adonis. Đây là một sai lầm họ xác định là đánh xung quanh Đồng Năm nhưng không có ai bảo kê Đồng Năm cả. BK Dừa. BK Dừa là người gọi là đáng trách nhất trong cái pha thi đấu đó. Thực ra thì đó cũng là một pha tỏa sáng của NTB bởi đó là một cú tốc biến sát vực. Tốc biến sát vực. Và Đồng Năm không lường trước được điều đó để có thể kêu gọi được BK Dừa. Và sau đó thì Đồng Năm đã gọi là có một pha trả thù ngọt ngào vào Polo với một pha bắn tên thần quá tuyệt vời. Đây cũng là pha mà Đồng Năm lừa tình được Yamate. Những tình huống kiểu ít máu đi lên. Nhưng thực ra là ngay lập tức anh ta đã giật về và khiến cho những tình huống xử lý tiếp theo của Yamate là sai lầm. Cảm giác rằng nếu mà xét về độ quái của cá nhân thì Adonis Sport đang chứng tỏ được. Đồng ý. Thì nếu như trận thi đấu đầu tiên đó là sự đồng đều của Saigon Phantom chiến thắng, thì ở trận thi đấu thứ hai đó là độ quái của Adonis Sport đã giành chiến thắng ở trong trận thi đấu này. Ta đã đến với pha giao tranh. Những pha tranh gần như là cuối cùng của trận đấu đúng không? Giao tranh thì cứ giao tranh, Đồng Năm thì cứ bắn trụ. Đó. Đây là pha giao tranh mà Đồng Năm bắn được thoải mái. Tuy nhiên BK Dừa, có lẽ là anh ta đã bỏ thấy rằng team sắp thắng rồi cho nên bỏ quên mất Đồng Năm và để cho NTB tiếp cận được với cuộc tốc biến kéo vào rồi sát vực. Đồng Năm phản xạ hơi chậm. Thật ra là cũng gần như không thể phản xạ được trong tình huống đó. Bởi vì nên nhớ rằng cả hai đội đang bị cuốn vào giao tranh. Thì cả hai đội khi mà đang bị cuốn vào giao tranh, NTB xuất hiện ở đường trên đi xuống, chứ nên nhớ là anh ta đi vòng, hoàn toàn không xuất hiện ở một cái thế giao tranh. Nên anh ta bắt vào được Đồng Năm cũng tương đối dễ hiểu. Nhưng sau đó thì bên phía của Arisort vẫn hoàn toàn không quăng game. Họ đánh chắc chắn và giành chiến thắng một cách thuyết phục ở trong trận thi đấu này. Phao tranh cuối cùng là phao tranh tỏ rõ được sự bất lực đến từ Saigon Phantom. Họ tức là họ chỉ biết về nhà để hồi phục mà thôi, chứ không có cách nào để có thực sự là đẩy lùi được Adonis cả.
nó gần giống như trận thi đấu đầu tiên vậy. Và tôi nghĩ rằng với việc mà Đồng Nam thể hiện tốt con bài Yon như này thì cấm và chọn ở trong ván đấu thứ 3 căng thẳng, nó sẽ bị phá bỏ đi những quy tắc ở ván 1 và ván 2 đúng không? Chắc là sẽ không có Violet đâu, mà thay vào đó là Yon. Và chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi trong vòng ít phút trước khi đến với ván đấu thứ 3 của trận chung kết đấu trường danh vọng giữa hai đội tuyển Sài Gòn Phantom và Adonis Esports.